Hello mọi người, lại là em Thảo đây. Hôm nay thì em Thảo sẽ giới thiệu đến tất cả các chị em một chai dầu gội mà em Thảo thấy cực kỳ thích, cực kỳ tâm đắc. Đó chính là dầu gội Đạo Hòa Thời Thượng, được chiết xuất từ bốn thực vật quý hiếm: đan, sâm, hoàng kỳ, tam thất và hà thủ ô. Bốn thành phần này thì mọi người cũng biết rồi, nó cực kỳ có công dụng trong việc kích thích mọc tóc, nuôi dưỡng tóc từ chân cho đến ngọn. Một chai như thế này thì có 500ml. Và với những người tóc ngắn như em Thảo sẽ sử dụng trong khoảng từ 4 đến 5 tháng. Còn những bác mà tóc dài hơn ý, thì sẽ sử dụng trong khoảng từ 3,5 tháng đến 4 tháng nhá. Mọi người lưu ý giúp em nhá, với tất cả các bên mà sản xuất ra những chai dầu gội mang tính chất là trị liệu tóc thì thường nó không có kèm theo dầu xả. Bên này của em thì chỉ có dầu gội thôi. Mọi người có thể sử dụng kèm dầu xả mà mọi người đang sẵn có ở nhà. Với 8 lần gội đầu tiên, bắt đầu là dầu gội nó sẽ làm sạch này, làm thông thoáng lỗ chân lông này, làm hết sạch những cái sự bít tắc này, những cái silicone đang tồn đọng ở dưới lỗ chân lông gây cái tình trạng là không thể mọc tóc được. Thì 8 lần gội đầu tiên nó sẽ giúp làm sạch nang tóc, làm thông thoáng nang tóc, làm sạch da đầu, làm sạch lỗ chân lông, đẩy hết những bụi bẩn, những dầu thừa đi. Sau đó những lần gội tiếp theo là bắt đầu dầu gội nó sẽ giúp là nang tóc kích thích phát triển này, mọc dày hơn, rậm hơn, làm thông thoáng lỗ chân lông thì bắt đầu là các nang tóc nó sẽ phát triển nhiều lên. Bình thường mà các bác gội những cái dầu gội mà chiết xuất từ thực vật ấy thì dầu gội của nó rất là hôi đúng không ạ? Nó gần như là rất là hôi và nó không có thơm. Thì dầu gội này của bên em nhá, chiết xuất từ bốn loại thực vật nhưng nó vẫn cực kỳ thơm luôn, thơm đến 3-4 ngày, và một cái mùi thơm này nó không lẫn với bất kỳ một mùi thơm nào khác ở trên thị trường. Các bác sử dụng dầu của bên em các bác mê luôn, và lần sau đi đến đâu mà các bác ngửi thấy mùi này thì các bác tự động nhận ra đó chính là Đạo Hòa Thời Thượng của Diệp Thái Đường nha.